Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn và giải thích các chức năng của mixer sau kênh MSK 12.4. Mixer có 8 kênh mono và 4 kênh stereo. Mỗi kênh được bố trí theo hướng dọc. Cổng XLR là cổng tín hiệu cân bằng balance, dùng cho các thiết bị có tín hiệu đầu vào lớn. Ngoài ra đây cũng là cổng hỗ trợ nguồn phantom, dùng cho các thiết bị sử dụng loại nguồn này, ví dụ micro condenser. Cổng TRS line-in là cổng 603mm sử dụng tín hiệu cân bằng balance hoặc không cân bằng unbalance, dùng cho các thiết bị có tín hiệu đầu vào lớn, ví dụ như đàn organ, chống điện tử, các thiết bị effect, vân vân. Lưu ý, mixer chỉ nhận một trong hai cổng này, không thể sử dụng song song hai cổng cùng lúc. Cổng insert là cổng 603mm dùng để chèn các thiết bị rời nhằm xử lý và can thiệp trực tiếp vào tín hiệu, ví dụ bộ cân chỉnh tần số EQ, bộ nén tiếng compressor, noise gate, vân vân. Lưu ý, tín hiệu sẽ đi qua EQ của mixer trước khi qua các thiết bị rời. Xin lưu ý, hai cổng này sẽ lần lượt là tín hiệu trái phải của kênh stereo từ kênh 910 đến kênh 15-16. Nên báo tín hiệu đầu vào. Low cut, đây là nút cắt tần số trầm không cần thiết nhằm tránh gây đục âm thanh. Điểm cắt tần số là 75 Hz với độ dốc 18 dB trên octan. Ví dụ, một số giọng hát không cần thiết dùng tới giải trầm. Một số thiết bị có sẵn tiếng ồn ở giải trầm hoặc cắt tiếng gây ra bởi sự rung động trên sân khấu. EQ gồm 3 giải tần cho các kênh mono từ kênh 1 đến kênh 8 và 4 giải tần cho các kênh stereo từ kênh 910 đến kênh 15-16. Biên độ điều chỉnh 15 dB đối với các kênh mono từ kênh 1 đến kênh 8. Đúng số 1, điều chỉnh cường độ tải giải âm từ 12 kHz trở lên. Núm số 2, điều chỉnh cường độ tải giải tần được chỉ định tại núm số 3. Núm số 3, điều chỉnh giải tần từ 100Hz đến 8kHz. Núm số 4, điều chỉnh cường độ tải giải âm từ 80Hz trở xuống. Đối với các kênh stereo từ kênh 910 đến kênh 15-16. Núm số 1, điều chỉnh cường độ tải giải âm từ 12kHz trở lên. Núm số 2, điều chỉnh cường độ tải giải tần 3kHz. Núm số 3, điều chỉnh cường độ tải giải tần 500Hz. Núm số 4, điều chỉnh cường độ tải giải âm từ 80Hz trở xuống. Núm Offset gồm 4 núm. Đây là các núm điều chỉnh lượng tín hiệu được gửi ra từ kênh hiện tại đến aux tương tự. Mỗi kênh có khả năng gửi đến 4 aux riêng biệt. Post Pre, đây là nút cho phép tín hiệu được gửi từ kênh hiện tại đến aux chỉ định có bị kiểm soát bởi fader kênh đó hay không. Nhả ra là chế độ Post. Tín hiệu sẽ đi qua fader của kênh rồi đến aux. Nhấn xuống là chế độ Pre. Tín hiệu không đi qua fader của kênh mà đi thẳng đến aux. Lưu ý, aux 1 và aux 2 có hỗ trợ chế độ Post và Pre, trong khi aux 3 và aux 4 chỉ hỗ trợ chế độ Post. Pan, đây là núm thay đổi vị trí của tín hiệu trong trường ảnh âm. Đối với kênh mono, được ký hiệu PAN, tức Panorama. Đối với kênh stereo, được ký hiệu BAL, tức Balance. Mute, dùng để ngắt hoặc mở tín hiệu từ kênh hiện tại đến kênh Mains Mix hoặc các subgroup. Nhấn xuống để ngắt tín hiệu, đồng thời đèn chỉ thị sẽ báo đỏ. Nhả ra để mở tín hiệu. Đây là các nút gắn đường đi của tín hiệu sau khi qua fader. Sub 1-2 chỉ định tín hiệu được gửi tới kênh subgroup 1 và subgroup 2. Sub 3-4 chỉ định tín hiệu được gửi tới kênh subgroup 3 và subgroup 4. Main left right chỉ định tín hiệu được gửi tới kênh tổng main mix. Đèn clip, đây là đèn cảnh báo tín hiệu bị vỡ. Đèn sẽ bắt đầu sáng đỏ khi tín hiệu đến ngưỡng dưới mức vỡ là 3 dB. Solo,
là nút cho phép nghe thử và kiểm tra chỉ duy nhất tín hiệu trên kênh hiện tại, được xuất ra cổng tai nghe headphones, cổng control room và được biểu thị trên đèn thang đo tín hiệu. Fader là cần điều chỉnh độ lớn của tín hiệu trên kênh hiện tại, được gửi đến kênh main mix hoặc đường tape out. Main mix output là cổng ra hệ thống loa chính, cho phép xuất ra hai loại cổng XLR cân bằng và TS không cân bằng. Tín hiệu được kiểm soát bởi cần fader main mix. Main insert là cổng 6.3mm dùng để chèn các thiết bị rời nhằm xử lý và can thiệp trực tiếp vào tín hiệu tổng của kênh main mix, ví dụ EQ, compressor, v.v. Lưu ý, tín hiệu sẽ đi qua bộ stereographic EQ của mixer trước khi qua các thiết bị rời đến cổng main insert. I check in, out. Tap in. Sử dụng cổng RCA để nhận tín hiệu từ các thiết bị phát nhạc. Tap out. Sử dụng cổng RCA để phát tín hiệu từ kênh main mix ra các thiết bị thu. Phone là cổng 6.3mm dùng cho tai nghe headphones. Mono là cổng 6.3mm gộp chung tín hiệu trái phải của kênh main mix nhằm đưa tín hiệu tới các thiết bị sử dụng tín hiệu mono. Control out là cổng stereo 6.3mm được sử dụng để gửi tín hiệu tới phòng kiểm âm. Foot switch là cổng 6.3mm kết nối với pedal nhằm ngắt mở effect của mixer. Effect out là cổng 6.3mm kết nối với bộ điều khiển rời nhằm kiểm soát độ lớn effect của mixer. Subgroups out gồm 4 cổng 6.3mm cho phép kết nối tín hiệu từ các kênh subgroup 1 đến 4 tới các thiết bị khác. Cổng offsense là các cổng 6.3mm để gửi tín hiệu mono từ các kênh đã được chỉ định trước đó tới các thiết bị khác, ví dụ loa monitor, loa phụ, các thiết bị effect rời, v.v. Cổng aux return gồm hai cặp cổng 6.3mm, aux return 1 và aux return 2, dùng để nhận tín hiệu stereo từ các thiết bị khác, thường là thiết bị effect. Bộ xử lý hiệu ứng effect kỹ thuật số DSP. Effect của mixer bao gồm 100 chương trình được thiết lập sẵn. Đây là màn hình hiển thị chương trình và đèn báo độ lớn của kênh effect. Mute DSP dùng để tắt mở effect lập tức. Đèn sáng đỏ báo hiệu đã kích hoạt mute. Program là nút dùng để thay đổi kiểu effect. Xoay và nhấn xuống để chọn kiểu effect muốn dùng. 48V là đèn báo tín hiệu nguồn cấp phantom 48V. Đèn power báo hiệu nguồn mixer. Stereographic EQ bộ điều chỉnh âm sắc 9 giải tần cho tín hiệu tổng main mix. Nút tắt mở EQ. Offsense là kênh aux tổng. Tín hiệu được gửi từ channel qua đúm aux và đưa tới cổng aux ra tương ứng. Nút solo là nút cho phép nghe thử và kiểm tra duy nhất tín hiệu trên aux hiện tại, được xuất ra cổng tai nghe headphone, cổng control room và được biểu thị trên đèn thang đo tín hiệu. Stereo aux return là hai núm điều chỉnh lượng tín hiệu vào từ hai cổng aux return. Aux send 1 điều chỉnh lượng tín hiệu được gửi từ aux return 1 tới aux send 1. Main mix to sub cho phép tín hiệu gửi từ aux return 2 tới kênh main mix hoặc kênh subgroup. Mono là núm điều chỉnh lượng tín hiệu cho cổng mono.
EFF Out là núm điều chỉnh lượng tín hiệu được gửi từ effect của mixer tới DFX. High Track là núm điều chỉnh độ lớn của cổng tape out. High Track USB to main lựa chọn tín hiệu từ tape in hoặc từ USB tới kênh main mix. Đây là các lựa chọn cho phép gửi tín hiệu của kênh main mix, subgroup 1-2, subgroup 3-4, tape in tới tai nghe headphones và cổng control room. Solo return cho phép nghe thử và kiểm tra chỉ duy nhất tín hiệu tại kênh hiện tại được xuất ra cổng tai nghe headphones và cổng control room. Chế độ solo mode cho phép hoán đổi giữa chế độ nghe solo không bị can thiệp bởi fader PFL và chế độ nghe solo bị can thiệp bởi fader AFL. Đây là đèn chỉ thị lượng tín hiệu. Đây là các kênh subgroup 1-4 với các fader để điều chỉnh lượng tín hiệu qua cổng subgroup. Đây là fader main mix để điều chỉnh lượng tín hiệu qua cổng main mix output. Ổ nguồn điện vào cho mixer, điện áp vào từ 100V đến 220V, 50 hoặc 60Hz. Công tắc nguồn mixer. Công tắc nguồn phantom. Cổng USB hỗ trợ thu âm trên máy tính.